À, thế em làm chi hội trưởng khu công 10? Vâng, chào cả nhà nhá. Em cựu chiến binh mình có cái thị này. Quả đây, đây quả rụng đây đây. Vâng. Quả. Năm nay nó hạn nên nó không được sai quả lắm. Cái này vanh gốc 115, cách mét là 90. Đóng chốt tay cành là 2m2 và lên cắt lên trên là 3m2, cái này lấy thoát 3m2, tán tròn. Cái này chắc được ít năm nữa anh nhỉ? Chưa phải già đâu, tán. Cái này cũng ít năm đúng. Được bao nhiêu năm anh? Cũng chả biết bao nhiêu năm chứ vậy, khắc ở riêng là khó rồi, càng ngày càng to thì ít thôi. Vâng. Quả đây này, quả tròn xe. Chùm nhiều, chùm mấy quả này. Nói chung là cây này là nhiều quả đấy nhá, không phải ít quả đâu. Đồng quan năm nay nó hạn thôi. Cây lượt. Ôi, quả này vặt bán quả bé này bán gì? À, ngửi nó thơm à. Hồi xưa cái thị của mình nó quả cứ to bằng 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 cái bát đấy anh nhỉ? Sao hồi xưa cái giống thị quả nó to đấy nhỉ? Đây, chùm nó cũng chùm ba quả đây. Cái này thân sạch sẽ nhỉ? Được. Cây này nó ít năm nên nó không xung mọt gì. Và quả rất là nhiều ở dụng đây. Ba mét cây này chỉ cao 6 mét này. Đây, cao 6 mét. Tán tròn nhá. Và tán to nhưng mà mua ấy cũng cắt đi. Đấy, cắt đi. Vâng. Cành đẹp mà.